Khi nhắc tới một cái nốt hình viên thuốc thì hẳn là các bạn sẽ nghĩ ngay tới chiếc iPhone 14 Pro hay là Pro Max vừa mới ra mắt. Đấy, có một cái viên thuốc Dynamic Island. Thế nhưng bây giờ sắp có một chiếc điện thoại Android mà cũng có cái viên thuốc ở đằng trước, đó chính là chiếc Honor 80. Vậy thì cái chiếc điện thoại này ngoài cái viên thuốc đó thì còn có gì đặc biệt nữa? Chúng ta hãy cùng xem trong clip này các bạn nhé. Honor trong thời gian gần đây đã xác nhận rằng công ty sẽ tổ chức một sự kiện ra mắt vào ngày 23 tháng 11. Mẫu điện thoại gập Honor Magic VS và giao diện người dùng Magic UI 7.0 sẽ được công bố tại sự kiện. Ngoài ra thì dòng điện thoại Honor 80 cũng sẽ được trình làng tại sự kiện này. Những đoạn teaser chính thức thì cho thấy rằng dòng Honor 80 sẽ có màn hình với các cạnh cong. Màn hình của máy cũng có một vết cắt hình viên thuốc ở vị trí trung tâm trên cùng để chứa camera selfie. Thiết lập camera sau kế thừa ngôn ngữ thiết kế của dòng Honor 70, thiết kế mặt lưng của máy giống như những gợn sóng nước tùy chọn vào màu xanh dương. Các báo cáo cũng tiết lộ rằng dòng Honor 80 sẽ bao gồm 3 thiết bị gồm Honor 80, 80 Pro và 80 SE. Có dự đoán rằng chiếc Honor 80 SE sẽ trang bị chip Dimensity 1080 và hỗ trợ sạc nhanh 66W. Trong khi đó thì Honor 80 có thể sẽ trang bị chip Snapdragon 778G Plus và hỗ trợ sạc nhanh 66W. Honor 80 Pro dự kiến sẽ đến với chip Snap 8 Plus Gen 1 và hỗ trợ công suất sạc nhanh là 100W. Còn mẫu điện thoại màn hình gập là Honor Magic VS cũng được cho là sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Máy dự kiến sẽ sở hữu một viên pin 5000 mAh với khả năng sạc nhanh 66W. Dòng Honor 80 và Magic VS có thể chạy sẵn giao diện Magic UI 7.0 dựa trên hệ điều hành Android 13. Độ dày của máy được cho là khoảng 14,3mm và có khả năng nặng hơn chiếc điện thoại gập Honor Magic V từ năm ngoái. Phần còn lại của các thông số kỹ thuật của Magic VS có thể tương tự với những thiết bị tiền nhiệm. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta đã điểm qua được những cái thông số và chúng ta đã nhìn về những cái hình ảnh của sản phẩm này rồi. Thì mình thấy rằng thiết kế có lẽ chính là cái phần mà đáng bàn nhất về cái sản phẩm này. Thì đầu tiên chúng ta thấy rằng cái nốt ở mặt trước của nó ấy, thì nó sẽ có một cái dạng giống, tức là nếu nhìn xa thì nó mới giống chiếc iPhone thôi. Chứ nó sẽ không phải là dạng chữ Y mà nó sẽ là một cái viên thuốc liền. Theo mình thì cái này nó sẽ hơi to một chút và nó sẽ làm cái diện tích mà người xem ý, thì sẽ không có được nhiều khi mà họ xem MV bằng cái mặt trước hay là xem những cái gì đó bằng cái màn hình của điện thoại chẳng hạn. Nhưng mà nó cũng có thể coi là một cái sự thay đổi khác biệt một tí khi mà bây giờ chúng ta thấy là các hãng thì toàn là cái màn hình kiểu đục lỗ, màn hình là nốt ruồi thôi. Thì đây cũng có thể coi là một cái sự thay đổi, một cái sự khác biệt của cái dòng Honor 80 này. Cái thứ hai là về cái mặt lưng nhé, mặt lưng cực kỳ đẹp, mình thấy là nó có những cái gợn sóng và thậm chí là nó chuyển màu gradient như thế. Cùng với đó là cái cụm camera, chúng ta thấy rằng là vẫn sử dụng được cái ngôn ngữ thiết kế của thế hệ tiền nhiệm. Nó có những cái chéo nó đan vào nhau giống như là một cái hình số 8, 80 đấy, cực kỳ là đẹp. Nói chung đây sẽ là một cái thiết bị mà nếu mà nhìn về mặt thiết kế là đã có cả một cảm giác cực kỳ là ấn tượng rồi. Còn bên cạnh đó thì những cái thông số về cấu hình cũng rất là mạnh mẽ. Chỉ còn một điều quan tâm đó là vậy thì mức giá của sản phẩm sẽ khoảng bao nhiêu. Vậy thì chúng mình sẽ cập nhật ngay cho các bạn trong thời gian sớm nhất khi mà có những thông tin chính xác nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Và cũng đừng quên ấn like, share cũng như subscribe và đặt chuông thông báo để nhận được nhiều hơn nữa những video mới nhất từ chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đặt trước Vivo V25 Pro dẫn đầu xu hướng nhiếp ảnh với mức giá chỉ từ 13.990.000 đồng. Đặt trước tặng ngay tai nghe Vivo True Wireless Air với mức giá 1.390.000 đồng. Nhanh tay lên ngay website Thế Giới Di Động để biết thêm thông tin chi tiết các bạn nhé. Mở bán và hot sale Oppo Band 2, mức giá tốt lại còn được giảm thêm chỉ còn 1.790.000 đồng. Thế Giới Di Động chính thức mở bán vòng đeo tay thông minh Oppo Band 2 với mức giá vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11, khách hàng sẽ được giảm thêm 200.000 đồng khi chốt đơn Oppo Band 2 tại Thế Giới Di Động. Thông tin chi tiết sản phẩm, vui lòng lên ngay website Thế Giới Di Động để biết thêm các bạn nhé. Những chiếc Apple Watch đang có mức sale lớn nhất năm với mức giá giảm đến 35%, lên ngay website Thế Giới Di Động để biết thêm thông tin chi tiết các bạn nhé.